Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới quý vị 3 căn nhà mới nhất thuộc Đông La Hoài Đức. Với 3 căn nhà này thì diện tích từ 35, 40 và 47 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ nông cách có 20 mét là ra tới đường ô tô. Với vị trí ngôi nhà này thì gần với gì ạ? Vị trí ngôi nhà này gần với Đại học Phenica, gần với cuối khu đô thị Đô Nghĩa. Căn nhà này thì nằm ở trong đê thưa quý vị, và xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Tiện ích đi lại xung quanh đầy đủ, cách của 300 mét là ra tới chợ dân sinh, trường học mầm non. Và với 3 căn nhà này thì có 2 căn nhà mặt ngoài, 1 căn nhà ở phía bên trong. Ngọc Anh sẽ chia sẻ với quý vị qua một chút về cái phần diện tích. Căn lô góc hiện tại em đang đứng ở đây là với diện tích 35 mét vuông ở phía mặt ngoài, bên cạnh đó là một căn 40 mét vuông và bên trong có một căn 47 mét. Ba căn này ba cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện, hồ sơ nước khác nhau. Kia là đường ô tô và đây là vị trí ngôi nhà. Nếu như để mà nói thực tế thì căn nhà này ô tô vào được tận cửa thưa quý vị, và nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Mời quý vị theo chân Hoàng Anh vào khám phá cụ thể thiết kế ra sao của ngôi nhà với một căn nhà lô góc này nhé. Căn này thì 35 mét, hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế tương đối ổn, rộng và thoáng. Tầng 1 của ngôi nhà, căn nhà này thì đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh với gạch lát nền kích thước gạch 80-80 vân đá. Màu sơn chủ đạo là màu trắng nha mọi người. Với hướng nhà là hướng đông bắc cũng tương đối là thoáng mát. Căn nhà này thì còn một chút phần điện, phần nước nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở được luôn. Điện thì chỉ cần đấu ở ngoài vào thôi mọi người ạ. Còn cái hệ thống điện ở trong nhà thì đã lắp đặt xong đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp, thiết kế tủ gỗ cho quý vị. Mặt bếp thì ốp đá granite. Với diện tích rộng cho nên vào trong không gian nhà tương đối là thoáng. Mặt tiền của ngôi nhà từ 3,5 m cho đến gần 4 m một lô. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 nữa, đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng ở đây. Với cái căn nhà này nó cách với khu đô thị Đô Nghĩa mọi người nha, khoảng tầm 1,5 km, tương đối là gần, đồng thời nó gần với Đại học Phenica. Tính từ vị trí này nó thuộc Đông La Hoài Đức nhưng mà nó lại còn gần hơn cả tổ 14, 15, 16 Yên Nghĩa mà những cái ngôi nhà của anh hay quay lên cho quý vị. Mời mọi người theo em lên tiếp theo các tầng phía trên để xem ngôi nhà 35 m thiết kế 4 tầng thì như thế nào. Và với thiết kế của cái ngôi nhà này, tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng ngủ siêu rộng, một phòng vệ sinh phía bên trong. Sạc phòng ngủ thì được ốp toàn bộ gạch thẻ mọi người ạ. Và ban công mở hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Đây. Ban công thực tế thoáng vô cùng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, ô tô vào tận cửa, thiết kế hợp lý, ban công thoáng to rộng, phòng ngủ vuông vắn, phòng vệ sinh cũng vậy mọi người ạ. Trong phòng ngủ thì đều được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Phòng vệ sinh rất là rộng dài, được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần. Cái màu ghi cũng rất là sáng, sạch sẽ. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị như vậy. Cho nên quý vị đến xem nhà hoàn toàn chất lượng, cũng như mọi thứ đều giống như ở trên video cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ. Ở dưới thì sử dụng song sắt sơn tĩnh điện và mặt bậc cầu thang thiết kế là gỗ nha quý vị. Đó. Đây. Cho nên đi lên rất là êm. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2. Nó chỉ khác một chút đó là phòng vệ sinh thì đặt ở phía bên ngoài. Còn ở tầng 2 phòng vệ sinh thì ở phía bên trong. Còn đâu thì phòng ngủ ở đây như nhau.
cũng ban công mà thoáng. Nhà này thì hoàn thiện những cái phần còn lại về điện này, nước này, lắp đặt thì nó chỉ trong khoảng tầm một ngày là xong hết mọi người nha. Lắp về còn thiếu một chút thiết bị vệ sinh sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Yên tâm, chất lượng xây dựng hoàn toàn ổn. Đó. Tất cả các phòng đều được lát gạch thẻ. Gạch thẻ này thì với kích thước 15-80 nhìn nó như kiểu là vậy, như kiểu là gỗ ấy, sàn gỗ, nhưng mà không phải mọi người nhá, nó là gạch rất là sạch và bền. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài của tầng 3 đây. Như vậy lên trên tới tầng 3 là đã có hai phòng ngủ rất là rộng rồi. Thế thì tiếp theo tầng cuối cùng thiết kế ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để có thể khám phá căn nhà này từ đầu đến cuối nhé. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phía cầu thang đi lên trên tầng 4. Ở đây có một ô giếng trời siêu là to, lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với cái màu cầu thang này thì quý vị thấy không ạ? Rất là sáng, sạch. Và ở trên phía tầng 4 thiết kế công năng cho quý vị sử dụng như sau. Ở trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô phòng thờ riêng, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, nhưng mà vẫn đầy đủ công năng. Tiếp theo thiết kế thêm một phòng ngủ. Phòng này quý vị có thể làm phòng ngủ, có thể làm phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng. Tuy nhiên trên phía tầng 4 cũng có phòng riêng này, cũng có ban công thoáng này. Tất cả các phòng thiết kế như nhau. Với nhà này thì nó còn phần hoàn thiện về thiết bị vệ sinh cũng như là các cửa như thế này nữa là xong. Phần còn lại sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà tương đối rộng thoáng. Và đây là hình ảnh xung quanh nhà quý vị nha. Đó. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đi xem nhà thực tế và chọn cho mình được ngôi nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.